Chỉ cần gắn vào một bức tranh mà nó hút bao nhiêu tài lộc vào ấy, như vậy dễ quá nhỉ. Như vậy thì cả nước chúng ta chả còn nhà nào nghèo cả, bởi vì ai cũng có tiền để mua ít nhất là một vài bức tranh. Xin chào các bác, các bạn và quý bà con. Những ai chúng ta đang có ý định làm tranh, và đặc biệt là nhất là những người mà chúng ta đang xây nhà, sửa nhà đấy, thì chúng tôi hiện tại đang tư vấn miễn phí cho khá là nhiều bạn ở trên YouTube của chúng tôi. Thì cái vấn đề phong thủy nó vẫn là một cái vấn đề rất là nặng nề đối với phần lớn người dân chúng ta. Tôi đã làm rất nhiều clip để mà phân tích, để chỉ ra rằng cái tranh phong thủy đấy nó chỉ lên đấy là một, coi nó như một cái sự hên một chút thôi, mà hơi may mắn một chút thôi, chứ đừng có mà tin tưởng hoặc là đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó làm cái gì cả. Cái tranh phong thủy nó chỉ là bức tranh thôi mà, nó lấy ra khỏi bức tường là nó thành cái tờ vải, tờ giấy, nó chả là cái gì cả, đúng không? Thế bây giờ cái tường trắng chúng ta làm như vậy rồi, đẹp đẽ như vậy rồi, bây giờ tự nhiên chúng ta đặt lên một bức tranh, tự nhiên là chúng ta có tài có lộc vào nhà. Các bác và các bạn thử dừng lại vài giây suy nghĩ xem nào. Một cái bức tường trắng phới như vậy, hoặc là một bức tường xanh hay gì đó, tự nhiên chúng ta đặt một cái bức tranh lên mà nó thành là có tài có lộc, thì thực ra chuyện nó hoang đường. Nó giống cái chuyện chúng ta cái bé mà đang chạy mà ngã sưng chân lên, xong rồi bố mẹ đưa mồm vào thổi phát, hoặc là cầm sờ tay vào chỗ đau, xong cầm lém điều cái bảo mất cái đau đấy à. Cái đau nhỏ nhỏ thì còn không sao, chứ mà gãy chân gãy tay thì sờ đến Tết, đúng không? Tôi đã làm rất là nhiều những cái clip chúng ta chỉ ra rằng ngay cả các tổng thống Mỹ nhá, phủ tổng thống Mỹ nhá, hoặc là ở Việt Nam chúng ta ấy, có những đại gia người ta cực giàu, một ngày người ta giao dịch vài tỷ nhá, một ngày ta giao dịch vài tỷ, mà tôi làm tranh cho người ta, tranh phong thủy mà ông ấy tính phong thủy rất là kinh khủng nhá. Chỗ này này nước chảy vào, tài lộc chảy vào như thế nào, chỗ kia tích tụ, chỗ kia phát tài ra sao, mà tôi làm sai bét mà ông chỉ cười khì, ông còn cho tôi thêm tiền để đi về nhà đấy. Đấy, cái người ta thực sự có tài, người ta thực sự mà giàu có, thực sự người ta quan niệm về tranh phong thủy như vậy ngay tại nước Việt Nam chúng ta đây. Thế còn tổng thống Mỹ nhá, ông Obama đấy, ông Barack Obama, ông là một cái người mà mệnh thổ, mà ông treo cái bức tranh mà có cái cây cổ thụ phải nói là nó to nhất Bắc Mỹ luôn. Cái cây đấy nha, chúng ta xem những cái clip về cưa cái cây đấy chúng ta hết hồn luôn. Bảo nếu mà ông Obama đấy mà ông phạm phong thủy như vậy thì ông ấy ngồi Nhà Trắng chắc là được một ngày thôi, nhưng mà ông ngồi cả 8 năm chả vấn đề gì cả, đúng không? Bây giờ vẫn đang là một trong những người có tiếng nói rất là mạnh mẽ tại Mỹ. Đó, thì những người giàu có và quyền lực ở trên thế giới hoặc là ở Việt Nam chúng ta, họ cũng chả coi cái vấn đề về tranh phong thủy là cái gì ghê gớm cả nhá, họ coi nó rất bình thường với bản thôi. Cho nên chúng ta đấy, chúng ta cũng không nên tín một cách có thể như vậy. Chúng ta bỏ bức tranh ra thì nó là bức tường cái gì đâu, đúng không? Chẳng hạn chúng ta một bức tường bình thường ấy, chúng ta gắn vào đấy một bức tranh mà nó thành thánh thành thần. Chỉ cần gắn vào một bức tranh mà nó hút bao nhiêu tài lộc vào ấy, như vậy dễ quá nhỉ. Như vậy thì cả nước chúng ta chả còn nhà nào nghèo cả, bởi vì ai cũng có tiền để mua ít nhất là một vài bức tranh, đúng không ạ? Cả nước Việt Nam chúng ta ai cũng có tiền để mua ít nhất là một vài bức tranh phong thủy. Tôi đã làm cái video về giá của tài lộc ấy, giá của bức tranh phong thủy đấy, nó từ vài trăm cho đến vài triệu một bức thôi. Cho nên nếu mà nó cải vận được thì cả nước chúng ta sẽ giàu ngay lập tức, chỉ cần mua tranh phong thủy và treo thôi, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta không treo tranh phong thủy thì chúng ta lại treo tranh khác, những bức tranh phong cảnh đẹp ra. Tôi thấy có nhiều nhà chỉ vì một vài cái yếu tố phong thủy mà họ loại bỏ ra những bức tranh rất là đẹp, những bức tranh họ thay thế vào đấy có giá trị thẩm mỹ kém hơn rất là nhiều. Thì tôi cũng chỉ biết tiếc hồi hộp đấy, chả biết nói gì cả. Mình là một cái người làm tranh, yêu tranh, mà khách hàng người ta như thế, người ta trả tiền cho mình thì mình phải làm như vậy thôi. Đấy, cho nên là rất là khó khi chúng tôi đi làm mà bà con tín một cách nó gọi là hơi bị cuồng một chút. Thì đây là những cái chia sẻ của tôi. Còn các bác và các bạn, quý bà con chúng ta là những người mất tiền, đúng không? Còn chúng tôi là những người làm và lấy tiền, thì chúng tôi làm kiểu gì, làm bức tranh nào thì chúng tôi cũng có tiền thôi. Thế nhưng mà chúng ta tín quá, chúng ta cuồng quá thì đôi khi cái tác dụng ngược của nó ấy, chúng ta lại mất thêm cái sự lo lắng vào đấy nữa nhé. Lời rất là chân thành của tôi, mong bà con và các bác và các bạn thấu hiểu cho nha.